Thời gian qua, bên cạnh các nguồn hỗ trợ từ mọi miền Tổ quốc, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã sẻ chia hỗ trợ nhau các nhu yếu phẩm, vật tư y tế, con người, v.v. Những hỗ trợ kịp thời đã giúp cho các địa phương có dịch bệnh nghiêm trọng, giảm bớt khó khăn, nỗ lực cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng. Ghi nhận tại huyện Cẩm Mỹ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cẩm Mỹ vừa hỗ trợ cho huyện Vĩnh Cửu 16 tấn gồm gạo, rau củ quả các loại, hàng hóa sau khi địa phương vận động được trở về tập kết tại trụ sở và vận chuyển lên xe để kịp thời giao cho đơn vị bạn. Những phần quà thiết thực ý nghĩa ấm lòng của người dân Cẩm Mỹ sẽ được hỗ trợ kịp thời cho người dân huyện Vĩnh Cửu, qua đó giúp bà con giảm bớt phần nào khó khăn, ổn định cuộc sống và chung sức đồng lòng vượt qua đại dịch. Các huyện cũng như là huyện Cẩm Mỹ đã hỗ trợ về vật chất, lương nhu yếu phẩm cho nhân dân của bà con của vùng dịch ở San Phú nói riêng. Thì chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng vì những phần chung tay đóng góp của nhân dân huyện Cẩm Mỹ dành cho xã chúng tôi. Thời gian qua, để giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện đã vận động hàng trăm tấn gạo, các loại rau củ quả, thịt cá, v.v. hỗ trợ người dân trong các khu phong tỏa, hộ khó khăn do dịch bệnh. Bên cạnh đó, Cẩm Mỹ đã hỗ trợ gần 30 tấn các nhu yếu phẩm cho các địa phương có tình hình dịch bệnh phức tạp như thành phố Biên Hòa, huyện Nhân Trạch, Vĩnh Cửu để cùng chung tay giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn hiện nay. Trong thời gian vừa qua thì Ban thường vụ huyện đoàn cũng tổ chức chuyến xe không đồng, vận động các mạnh thường quân vận chuyển các lương thực thực phẩm, rau củ quả, nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ nói chung và cũng như là ở các địa phương lân cận nói riêng có những bị ảnh hưởng nặng bởi COVID-19 thì cũng đã được khoảng trên 70 tấn rau củ quả các loại. Tôi đã tập trung tổ chức rồi vận động tuyên truyền bà con nhân dân rồi các doanh nghiệp đã vận động cung cấp hỗ trợ cho là nhân dân ở trên địa bàn của huyện. Thì cơ bản tới giờ này thì dịch cũng đã được cơ bản tạm ổn. Chúng tôi tiếp tục là hỗ trợ cho Biên Hòa rồi cho là Nhân Trạch. Hiện nay thì hỗ trợ cho là Vĩnh Cửu. Thì nói chung thì cũng mình cũng chung tay hỗ trợ các huyện bạn để cố gắng vượt qua cái đại dịch này. Với quyết tâm của các hệ thống chính trị, Đồng Nai đang nỗ lực kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh ra khỏi cộng đồng. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn, giúp nhau sớm ổn định tình hình, cùng vượt qua đại dịch COVID-19.